Thưa quý vị, sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tổ chức họp trực tuyến thường kỳ với các địa phương trong tỉnh nhằm đánh giá tình hình kinh tế xã hội quý 1 và triển khai phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2022. Cuộc họp do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình chủ trì. Báo cáo tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh nhấn mạnh, với sự tập trung chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cấp các ngành về thực hiện các giải pháp điều hành kinh tế xã hội hướng đến mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa đưa nền kinh tế xã hội phát triển trở lại, phục vụ đời sống hàng ngày của người dân, kinh tế xã hội quý 1 của tỉnh An Giang tiếp tục phát triển trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp. Các hoạt động kinh tế xã hội từng bước chuyển sang trạng thái bình thường mới. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP ước tăng 4,02% so với cùng kỳ, thấp hơn mức tăng của cùng kỳ năm trước, 5,10%. Trong đó, khu vực nông lâm thủy sản tăng 1,69%, khu vực công nghiệp xây dựng tăng 6,28%, khu vực thương mại dịch vụ tăng 6,02%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 0,82%. Trong quý 1, trên địa bàn tỉnh đã thu hút được 2 dự án đăng ký đầu tư mới với tổng vốn đăng ký đầu tư mới khoảng 91,32 tỷ đồng. Các lĩnh vực văn hóa an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt, trật tự an toàn xã hội quốc phòng an ninh được đảm bảo. Đối với công tác phòng chống dịch bệnh, theo ghi nhận của Sở Y tế An Giang, số trường hợp mắc COVID-19 ghi nhận tại các cơ sở y tế và phát hiện do người thân tự test nhanh tại nhà tăng cao trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, số ca tử vong mỗi ngày giảm so với thời gian trước. Về dịch sốt xuất huyết, tuy chưa đến mùa mưa nhưng sốt xuất huyết đang tăng mạnh tại các địa phương trong tỉnh. Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình biểu dương sự cố gắng nỗ lực của các sở ngành địa phương trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội thời gian qua. Đồng thời, đề nghị các đơn vị địa phương tập trung quyết liệt hơn nữa, thực hiện mục tiêu kép phòng chống dịch bệnh và nhanh chóng phục hồi, phát triển kinh tế. Trong đó, chú trọng công tác giải quyết việc làm cho người dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. An Giang chúng ta đấy là như là một điểm sáng trong thời gian vừa qua về cái tỷ lệ phủ vaccine ở cho nhân dân. Ở đây thì là cái tỷ lệ mà phủ vaccine mũi 1 và mũi 2 đấy, thì chúng ta nằm trong 10 cái tỉnh hơn mà có cái tỷ lệ bao phủ tốt nhất và đã được nhiều lần trong các hội nghị về phòng chống dịch bệnh chính phủ khen và các bộ ngành khen. Nhưng mà hôm nay thì khi mà đánh giá lại đấy thì đến cái mũi mà mũi thứ 3 đấy thì rõ ràng chúng ta đã chững lại. Chính điều này tôi đề nghị rằng là sau hội nghị này đấy thì các sở y tế, các đồng chí phối hợp với các địa phương để làm thế nào đó chúng ta đẩy nhanh tiến độ tiêm ngừa vaccine để cho cái tiếp cận cái mũi 3 đấy để cho người dân để làm sao chúng ta tiến tới miễn dịch cộng đồng. Như nếu như ấy, là cái thời gian sắp đây chúng ta dự báo đấy là cái đỉnh dịch có thể xuất hiện ở cuối tháng 4 và trong tháng 5 này đấy thì cái người dân mà bị đấy thì chúng ta cũng thấy bị nhẹ, không trở nặng và không dẫn đến cái tử vong. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình cũng đề nghị các sở ngành địa phương nỗ lực quyết tâm cao hơn nữa trong các hoạt động chỉ đạo điều hành để sớm khắc phục những khó khăn thách thức, tranh thủ thời gian để đẩy nhanh quá trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng 5,56% trong quý 2 năm 2022. Góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022 đã đề ra. Tôi đề nghị công chí khẩn trương hoàn chỉnh cái quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021 đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 để mà chúng ta báo cáo với thường vụ tỉnh ủy trước khi chúng ta trình cho hội đồng trung ương để mà ký thẩm định phê duyệt. Là tôi đề nghị là các đồng chí ở các địa phương đấy, 11 huyện thị xã thành phố, các đồng chí phải cập nhật cái bản quy hoạch này. Để trên cơ sở đó hiện nay các cái nhà đầu tư rất là nhiều các dự án trong tương lai sắp tới này trên địa bàn của mình. Và đồng thời đấy là các đồng chí căn cứ vào là cái tình hình, căn cứ vào cái quy hoạch của địa phương mình ấy, để các đồng chí có thể làm việc với lại là cái nhà thầu tư vấn để mà nhanh chóng chúng ta bổ sung, nhanh chóng chúng ta chỉnh sửa để cho cái bản quy hoạch này nó hoàn chỉnh. Để trong tháng 7 này đấy là chúng ta sẽ trình, đúng không, qua hội đồng nhân dân và sau đó chúng ta hoàn chỉnh lần cuối cùng để mà trình cho hội đồng trung ương để phê duyệt. Mà khi cái quy hoạch đã được phê duyệt rồi đấy thì đây là cái cơ sở pháp lý. Để trên cơ sở đó mà chúng ta có thể triển khai các dự án gì cũng phải căn cứ vào bản quy hoạch này. Các đồng chí muốn phát triển các lĩnh vực nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, công nghiệp hay là phát triển đô thị gì á thì đề nghị cũng phải căn cứ vào cái quy hoạch này. Còn đối với Sở Kế hoạch Đầu tư đấy thì tôi đề nghị các đồng chí thường xuyên kiểm tra, đôn đốc để nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn các công trình trọng điểm trong năm 2022 này và thực hiện điều chuyển vốn năm 2021 chưa giải ngân sang năm 2022. Ở đây thì là tôi lưu ý thế này,
Ở năm 2021 thì tỉnh ta là một trong những tỉnh giải ngân đầu tư công rất thấp. Đặc biệt là đối với là cái lĩnh vực mà là nông nghiệp. Cái này tôi giao cho đồng chí Lê Dương Phước mỗi một tháng là phải ngồi lại để đánh giá cái việc giải ngân đầu tư công này. Đối với Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình đề nghị ngay sau cuộc họp này cần đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội trong quý I của địa phương, qua đó đánh giá mức độ đạt được theo kế hoạch đã đề ra, từ đó có biện pháp điều hành thích hợp trong thời gian tiếp theo. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình lưu ý Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tập trung chỉ đạo sản xuất vụ hè thu, thu đông đạt hiệu quả, thực hiện các giải pháp phòng chống hạn mặn, phòng chống dịch bệnh trên gia súc gia cầm, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thanh tra kiểm tra về giá cả các mặt hàng, vật tư nông nghiệp, phân bón, phòng chống hàng giả. Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện các biện pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh đôn đốc kiểm tra các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị cho hội nghị xúc tiến đầu tư diễn ra trong năm 2022 nhằm đảm bảo hội nghị xúc tiến đầu tư diễn ra thành công, hiệu quả.